Chương trình của anh em như thế nào,
Bởi vì hôm nay tôi vừa đi làm lễ ở giáo xứ Vĩnh Tân, họ mời mình làm lễ để kiếm tiền làm nhà thờ để đi vội vàng đi về để đón tiếp thay đoàn. Mình ra giáo xứ đã đi phong bì với cả Tân Hà rồi, mình chắc ăn trong nhà. Mà hôm nay thì xin cảm ơn cho giáo xứ và tất cả quý ông bà anh chị em chương trình này nó cũng hơi chỉ to từ bên nhà thờ thì dài cũng chừng 66 thước, bề ngang lòng 20 thước và mỗi bên hè hành lang là 4 thước. Ở dưới có một cái tầng hầm là 24 lớp giáo lý, mỗi một lớp là 40 mét vuông, 4 mét, 10 mét. Và trên là cái sàn và nhà thờ thì nằm trên cái sàn người dân tộc. Nhà cửa nhà thờ sẽ mở ra ở cái đường xi măng chúng ta vào đây quay ra đường chính ngoài kia rồi làm những cái công trình phụ. Thì xin cảm ơn cha, cảm ơn tất cả quý sư, hội đồng giáo xứ, tất cả quý ông bà chị em. Hôm nay là ngày hành hương của giáo xứ Mân Cô Tân Hà, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Theo lời mời gọi của vị trụ tăng giáo phận, tất cả các giáo xứ trong năm thánh các thánh tử đại được mời gọi tới đây để nhớ lại một cái công trình thật vĩ đại và màu nhiệm mà Chúa đã thực hiện tại vùng đất Cara. Đó là những dấu chân của những nhà thừa xa ngoại quốc, các cha của cô đến đây để gieo mầm đức tin cho những người nghèo, người bận nhỏ. Đó là những anh em dân tộc đến đây. Chúng con cảm thấy thật xúc động bởi vì nhờ những hy sinh của các ngài mà vùng đất Cara ngày hôm nay đang dần dần biến đổi trở thành một cái vùng đất có thể nói là phong phú về đức tin. Những công lao, những hy sinh của các ngài khiến chúng con phải khâm phục. Và vì thế trong năm thánh truyền giáo này, chúng con muốn suy nghĩ thật nhiều về công việc loan báo tin mừng, bởi vì tiếp nối các bậc tiền nhân, những người đã căng đàn đổ máu mình để làm chứng cho Chúa, chúng con là những lớp thế hệ kế thừa. Bổn phận của chúng con là phải tiếp tục phát huy cái tinh thần truyền giáo để mang tin mừng của Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo, người phần nhỏ. Vì thế hôm nay đến đây, xin Chúa ban cho hội thánh, đặc biệt là giáo phận Đà Lạt, được thêm nhiều ơn gọi làm tông đồ cho Chúa để tiếp tục ra đi xây dựng hội thánh, nơi gương tinh thần hy sinh quảng đại của các chính nhân, đó là cha của chúng con. Chúng con cũng xin Chúa ban cho giáo xứ Tân Hà của chúng con được một tinh thần truyền giáo không những bằng lời cầu nguyện mà một tinh thần đức tin hăng say hơn, nhiệt thành hơn để chúng con biết cộng tác với các vị chủ tân để làm cho công việc truyền giáo ở trong giáo phận chúng con mỗi ngày thêm những hoa trái tốt đẹp. Giờ đây chúng con muốn nghe những lời Chúa dạy bảo để phun đúc cái tinh thần đức tin cho mỗi người đi với chúng con để chúng con hăng hái tham gia và sứ vụ truyền giáo ở trong hội thánh như lời mời gọi của Chúa.
Kenop pedang kikai, rakis paham benek. I pernah seping riwal, riwal tambang dek. Tung bay vút cao về trời xanh.